Kính thưa toàn thể quý vị, vậy để bắt nhịp cầu cho giáo lý viên đến thuyết giảng đợt 2 thì chúng tôi trân trọng giới thiệu hai vị độc giảng viên ban trị sự xã Thạnh Mỹ Tây, đó là đồng đạo Đinh Kim Cương và Đỗ Thị Kim Truyền sẽ đến thành kính diễn ngâm lại một đoạn sám giảng của Đức Thầy. Vậy trân trọng kính mời hai độc giảng viên. Và chúng tôi nhận thấy hai độc giảng viên kính lễ Đức Phật Đức Thầy xong và xê sang chào quý vị, đề nghị chúng ta quan nghênh. Nam mô A Di Đà Phật, tu cầu cứu giấc tổ tông, giới cho bà tánh máu hồng bớt cả rơi, tu cầu cha mẹ thánh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới hoàng đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm quen lụy mình, tu là sửa trọn ân tình, tào kháng chồng vợ bố kình, đừng phai tu cầu Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chớ tu chớ khá trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vị thì mới mau. Trí hiền tâm đức chui lao, ra công lộc kỳ thì tháo ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra quay ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho xong. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh
chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi chân thành cảm ơn hai vị độc giảng viên vừa diễn âm lại một đoạn sấm giảng của Đức Thầy. Và tiếp nối chương trình là đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 2. Thưa quý vị, phần thuyết giảng này sẽ do giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Sự Trung ương, đó là giáo lý viên Phan Chí Tâm, sẽ đến bình giảng qua hai câu giảng của Đức Thầy, đó là câu tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thưa quý vị, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, đó là một mệnh đề hết sức là gần gũi đối với chúng ta. Và cái đề tài nợ thế rất là rộng thưa quý vị, cho nên thời gian rất là dài, thì mong rằng toàn thể quý vị đồng đạo chúng ta cũng quan hỷ theo dõi qua sự trình bày của giáo lý viên Phan Chí Tâm. Thưa quý vị, chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ xã Tân An sẽ đến gặp gỡ và chia sẻ quý vị qua mệnh đề trên. Trân trọng kính mời. Và chúng tôi nhận thấy giáo lý viên đến kính lễ Đức Phật, Đức Thầy, và xây sang tàu toàn thể quý vị đề nghị quan nghinh. Anh Hải cô xuống em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương xã Thạnh Mỹ Tây, kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Tuấn là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, cũng là phó viện trưởng Viện Dân Quân Y Học Cổ Truyền của Việt Nam. Kính thưa đồng đạo Trần Kim Lợi là cựu độc giảng viên của Ban Truyền bá Giáo lý Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa đồng đạo Phan Văn Dũng là trưởng ban tổ chức, trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Châu Phú và đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo, quý nhà mạnh thường quân. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 21 tháng Giêng niên Giáp Thìn, và ngày hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi và đồng đạo giáo lý viên Nguyễn Văn Tuấn cũng được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ qua đôi điều đạo đức những phương pháp tu học gần gũi thực tế để làm tròn cái trách nhiệm, cái phận sự con người tín đồ tại gia cư sĩ, để lần bước vào lộ trình giác ngộ giải thoát. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì nhân duyên hội đủ hôm nay chúng tôi lại về đây nhân cái phiên thuyết giảng đầu tiên trong năm của Ban Trị sự của xã Thạnh Mỹ Tây. Thì mới nhớ đó, vào đêm đại lễ đản sinh của Đức Tôn Sư, đêm 25 tháng 11 rồi,
thì cũng cái bục giảng này và cũng cái hội trường này khán giả thì ít hơn, bởi lúc ấy thì quý bà con trong địa phương thôi, thì chúng ta cũng đã hội ngộ qua một cái chuyên đề chánh nghiệp. Thì mới đó thì cũng đã mấy tháng rồi, thì thật sự thì tôi và quý vị trong ban tổ chức cũng có nhân duyên rất là sâu, nhất là đồng đạo trưởng ban, cho nên thì quý vị cũng thỉnh thoảng một năm thì có mời chúng tôi về đây cũng đôi lần để làm nhiệm vụ của mình. Thì đây là điều hết sức là đáng quý trong cái quá trình làm nhiệm vụ và quá trình truyền bá giáo lý của ban trị sự. Thì đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta được nghe qua hai cái bài nói chuyện, một là đồng đạo Nguyễn Văn Tuấn đến từ Ô Môn, thành phố Cần Thơ, thì cũng đã trao truyền qua những cái kiến thức tu học của một vị tín đồ tại gia cư sĩ độc thân, cũng đã dành trọn cả cuộc đời hy sinh cho đạo. Cho nên thì ngoài kiến thức đã có trong quá trình tu học từ thở nhỏ, cộng thêm một cái kinh nghiệm rày đây mai đó để phát dương cái nền đạo, thì tôi tin tưởng rằng qua cái bài giảng của đồng đạo mình thì quý vị sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm trong cái đời sống thực tế, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta nương vào đó học tập, noi gương lẫn nhau để chúng ta tìm cầu vào cái lộ trình cứu cánh giải thoát. Và giờ đây thì đến phần lượt chúng tôi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ qua hai câu giảng thánh ngôn Đức Thầy mà vừa rồi thì đồng đạo xứ ngôn viên cũng đã có đặt cái vấn đề. Cho nên hai câu giảng này thì tin tưởng rằng đồng đạo ngồi hội trường này trên dưới giờ này có khoảng hơn 400 vị, thì quý vị ai cũng nằm lòng hết rồi. Mà Đức Thầy dạy trong sấm giảng quyển 3, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Ngắn gọn chỉ 14 từ thôi. Trong hai câu của 612 câu mà Đức Thầy sáng tác vào lối giai đoạn từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão tại làng Hòa Hảo 1939. Và đoạn này thì có thể chúng ta hiểu ngay là đoạn chữ tu. Trong toàn bộ là Đức Thầy chữ tu Thầy viết rất là nhiều, nhưng mà nổi trội nhất là ở hai đoạn chữ tu. Một đoạn là trong quyển 3 mà vừa rồi nhị vị đọc giảng viên cũng đã thành kính với những cái giọng đọc truyền cảm, thì cũng đã nhắc lại là Đức Thầy để cho chúng ta bắt cái nhịp cầu giao cảm để chúng tôi làm nhiệm vụ. Và đoạn chữ tu thứ hai đồng đạo không lạ gì, đó là một cái bài kệ trong 76 câu của bài kệ Điêm Thanh. Thì Đức Thầy dùng trên dưới 12 chữ tu cầu để Đức Thầy diễn tả một cách hết sức là cụ thể quá trong cái vấn đề tu học của tất cả đồng đạo chúng ta. Cho nên theo tôi nghĩ quý vị hôm nay mình là người tu, là tín đồ Đức Thầy, mà đồng đạo không am tường được cái nghĩa lý, hoặc giả chúng ta không có dịp đọc qua hai cái đoạn chữ tu, một là trong quyển 3, hai là trong quyển Phiến Thiện, thì đây là một điều rất là thiếu sót. Quyển 3 Thầy dạy cách tu, còn quyển Phiến Thiện vừa cách tu mà Đức Thầy còn dạy luôn cả cái quả vị chứng đắc, để đòi mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng học tập. Cho nên thật sự giờ này một điều mà tôi nhận định ở bản thân của mình, cũng như đúc kết từ kinh nghiệm của những vị đồng đạo cao niên ký trưởng của mình, tin Thầy, kính Thầy, trọng Thầy, điều này chúng ta làm rất là tốt. Có thể nói tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là 100%, 100% người đều kính Thầy, đều trọng Thầy, ai cũng kính Thầy, ai cũng trọng Thầy. Chẳng những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo 100% tín đồ trọng Thầy, mà tà sư ngoại đạo cũng rất là kính Thầy, và các vị khách quan ở các tôn giáo khác, các ngành hữu quan rất là trọng Thầy và kính Thầy. Cho nên cái điều kiện trọng Thầy, kính Thầy, đây là điều kiện mà chúng ta không thể nào bàn được rồi. Đó là mặc định đi vào cuộc sống xã hội từ ngày Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo trên dưới hơn 84 năm nay. Nhưng mà cái điều kiện tiếp theo, kính Thầy, trọng Thầy là điều tốt, nhưng mà cái vả vị để đạt được kết quả, để đạt được những gì mà Đức Thầy trao truyền cái kinh nghiệm tu hành của mình, gọi là tỏ tâm sự của người liễu đạo, hoặc giả là kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, thì đồng đạo chúng ta cần phải vâng theo lời Thầy, làm theo lời Thầy, đó mới có tác dụng. Cho nên hôm nay chúng ta kính Thầy, chúng ta lạy Thầy từ chiều tới sáng, từ sáng tới chiều, mà chúng ta không vâng lời Thầy, không làm theo lời Thầy dạy, thì coi như chúng ta là kẻ ngoại đạo. Sự kính trọng ấy không có tác dụng gì cả. Bởi vì tà sư ngoại đạo họ rất là trọng Thầy, họ trọng Thầy để họ núp bóng vào tín đồ Thầy, để họ tìm cách
phá cái đạo của thầy. Sư tử trùng, sư tử nhục. Điều này tất cả đồng đạo chúng ta nằm lòng, bởi vì đó là một bài học xương máu mà ngày xưa thì thời Đức Phật đã xảy ra rồi đồng đạo. Cho nên vấn đề bên ngoài mà phá đạo, ma vương bên ngoài chúng tôi không sợ, mà chúng tôi rất là sợ cái câu mà tôi vừa nhắc là sư tử trùng, sư tử nhục. Còn sư tử là chúa Sơn Lâm, có ai mà hại được nó đâu. Nhưng mà mỗi buổi sáng như vậy, khi thức dậy, con sư tử phải dùng hết sức của mình để vùng dậy lên, cho cái bộ lông nó sừng lên. Để làm chi? Để cho các cái loại vi khuẩn, vi trùng ở trong lông nó được tỏa ra ngoài, chết đi. Còn nếu mà nó yếu ớt, nó không dùng mình lên ở vào mỗi buổi sáng sớm, thì các con vi trùng ở trên cái bộ lông của sư tử thì càng ngày sẽ ăn sâu, và cuối cùng con sư tử ấy chết bởi vì vi trùng trên thân của nó. Cho nên từ xưa đến nay thì đồng đạo biết, bất cứ một cây bồ đề nào cũng có rong rêu bám vào cây bồ đề ấy. Điều này chúng ta đã rõ. Vì vậy cho nên giờ này để nói các vấn đề này, để thanh lọc lại trong cái môi trường đạo đức, thì chỉ cần đồng đạo chúng ta vâng theo, thực hiện đúng theo lời Đức Thầy dạy, thì đó chúng ta là chánh đạo. Bởi vì lời Đức Thầy là một chân lý, mà đã nói chân lý rồi thì bất hủ, bất nhị. Chân lý là phải nói gọn là còn mãi, chân lý chỉ có một thôi, không có hai và không mắc. Vì vậy nên chân lý nó sẽ trường tồn vĩnh cửu, đi vào cuộc sống đời thường và luôn luôn bền vững, luôn luôn sáng tỏ trong cái cõi đời chúng ta. Từ ngày bắt đầu Đức Thầy rời mở đạo đến ngày Đức Thầy trở về, khi ngày Đức Thầy trở về thì đồng đạo sẽ cảm nhận được cái chân lý sáng đó, và cái giá trị ấy sẽ được trải nghiệm trên từng cá nhân của tín đồ hàng ngày thực hiện. Thì đấy, điều này chúng ta không thể bàn được. Và đồng thời người thực hiện theo chân lý ấy thì phải là những người có một cái kỹ năng, có một cái sự tìm cầu nghiên cứu, và người ấy phải là cái người có một cái sự hiểu đúng theo những gì Đức Thầy dạy, thì chúng ta mới tầm cầu đúng chân lý. Cho nên khi bàn vấn đề này thì quý vị thấy rất là hụt hẫng trong cuộc sống. Do đó đồng đạo thì đông, tín đồ thì nhiều, nhưng theo tôi nghĩ rằng quý vị chúng ta cũng thông cảm, khi mình nhìn thoáng một chút trong địa phương của mình, trong ban trị sự của mình, trong ấp, trong xã của mình, trong chùa của mình luôn, chùa Phật giáo hảo của mình luôn, thì đồng đạo hình dung đi, bổn đạo thì đông, có phải đúng với câu là xuồng dông chở ông đầy đồng đạo? Điều này là điều rất là phải nói rõ là thực tế. Chúng ta đừng có, phải nói gọn là mình phải lột trần những cái này ra, chúng ta đừng có giấu giếm. Bởi vì cái quan trọng trong đời tu của mình, quý vị thấy được những cái điều sai, thấy được những cái điều hụt hẫng thì chúng ta phải bổ sung. Giống như mình đang ốm thì mình ăn để những thức ăn để cho bổ sung năng lượng. Giờ này mình đang thiếu về kinh nghiệm học Phật, chưa hiểu là Đức Thầy để chúng ta quán triệt trong cuộc sống, thì chúng ta bổ sung. Thì đấy là cái điều đương nhiên, cái quy luật trong cuộc sống. Cho nên thông qua các lời nói đầu này, thì ngày hôm nay qua hai câu giảng này, thì chúng tôi sẽ quán triệt theo lời Đức Thầy dạy, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta có một cái kinh nghiệm thế nào đó mà Đức Thầy dạy chúng ta là tu đền nợ thế cho đầu. Như vậy thì nợ thế nó gồm có những cái gì? Và chúng ta có đền nợ thế, một mặt chúng ta mới là người tu, mặt khác chúng ta mới vâng theo lời Đức Thầy dạy. Và Đức Thầy dùng cái từ là cho rồi, rồi là đền xong nợ. Giống như đoạn khác Thầy dạy là nợ thế đền xong mong giai lão, hiền thần hiếu nghĩa đáng nên ghi. Cho nên hôm nay cái từ nợ thế là một cái khái niệm căn bản ở trong hai câu giảng này. Và khi đồng đạo chúng ta đền xong nợ thế là coi như chúng ta đã hoàn mãn. Cho nên Đức Thầy mới dùng cái khái niệm là thì sao, tức là kết quả mà chúng ta đạt được ở tương lai. Thì sao là kết quả những cái đạt được, thì Đức Thầy xác định là đứng ngồi tòa sen. Tại sao không nằm để đứng ngồi tòa sen? Văn chương Đức Thầy dùng từ ngữ rất là chuẩn mực, cho nên chúng ta cũng phải bàn các khái niệm này. Bởi vì về tòa sen có người đứng, có người ngồi, cũng có người nằm. Thế nào là đứng, thế nào là ngồi, thế nào là nằm thì chúng ta cũng bàn. Và tòa sen có hay không, tòa sen nơi đâu, thì đây là những cái mà mình phải đặt trọn một cái niềm tin để rồi chúng ta cố gắng thực hiện trong đời tu của mình để đạt được kết quả ấy. Thì đó là những cái mà chúng tôi sẽ chia sẻ qua cái đoạn giảng này. Như vậy thì trước đó Đức Thầy đã dạy rồi, tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo, vậy thì mới xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho bá tánh bớt hồng, máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thánh thơi, quốc vương thủy phổ chiều mê phản hồi, mới đến là tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Vậy thì nguyên án văn này thì thầy đồng đạo chúng ta hiểu được cái ý mà Đức Thầy bắt đầu dạy ở cái chỗ là tu đền ở thế.
Vậy thì chúng tôi cũng xin đi vào cái trình tự để mỗi đồng đạo chúng ta có một cái khái niệm đúng. Có một khái niệm đúng là được thầy, bởi vì khái niệm đúng, tư duy đúng, ý tưởng đúng, làm theo mới đúng. Còn khái niệm sai, tư duy sai, ý tưởng sai là chỉ biến chúng ta thành một tà sư ngoại đạo. Dầu rằng chúng ta tu theo chánh đạo, đây là lời của Đức Phật. Giáo lý Đức Phật là giáo lý chánh đạo. Đức Phật là một cái vị toàn thiện, toàn năng, toàn giác, toàn, phải nói gọn là chân thiện mỹ. Nhưng mà tín đồ của Phật một khi hiểu nhầm, đi sai là Đức Phật dạy, thì Đức Phật khẳng định rằng người đó đang tu theo đạo tà, dầu rằng là tín đồ của ta. Đấy là tôi nhắc lại trong cái phần giải nghĩa của kinh luật. Chứ nguyên văn thì không phải như vậy, những câu cú bằng Hán Nôm. Cho nên thì tôi chỉ nhắc lại nguyên văn, đúc gọn lại chúng ta hiểu rõ ý là như vậy. Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta dạy cũng thế đồng đạo. Vì vậy cho nên tu đền nợ thế, tu là sửa đó. Cái khái niệm này thì chúng ta đọc một đoạn giảng này thì đến cái câu là chữ tu chắc khá trễ trầy, phải trao phải sửa, nghe thầy dạy phiên đồng đạo đã hiểu rõ. Giờ này khái niệm chữ tu là chúng ta không bàn, tu là sửa. Mà người nào bước vào đạo mà không sửa đó, người đó chưa tu. Mình nói gọn vậy cái mình dễ hiểu đồng đạo. Người nào bước vào đạo mà không chịu sửa sang những thư tật xấu thì người đó chưa tu. Mình là người đời, phải không đồng đạo? Bởi vì cái người đời, cái người tu và cái người chưa tu là khác nhau ở cái chỗ này. Chúng ta cũng là một con người, là một công dân. Cái áo mặc bên ngoài không thể hiện một nhà tu, trong khi Đức Thầy dạy chúng ta là dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chứ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Vì vậy cho nên hôm nay người tu và người không tu là khác nhau ở chỗ sửa và không sửa. Trong đời sống bình diện của tôi và quý vị không ai toàn thiện đâu. Nếu mình là người toàn thiện là chúng ta về bên kia không còn ở đây mà mang cái cảnh khổ trong cái biển trần sống khổ thì đâu đồng đạo à. Điều này điều đương nhiên trong cuộc sống. Cho nên mỗi con người chúng ta khi sinh ra cái cõi đời, cái cõi Nam Thiện Bội Châu, cõi Diêm Phù Đề, cái cõi ta bà thống khổ này là mình phải biết được mình. Nói một câu phương ngữ là mình còn quá tệ, mình còn quá nhiều những cái sự thói hư tật xấu. Cho nên mình mới sanh ra cõi đời này, mình mới gặp cái này, gặp cái kia, gặp cái nọ. Những cái nó bất nghịch, nó bất nhĩ là những cái nghịch ý đó, để nó làm cho mình phiền não. Mà nếu mình nhận diện được cái này để mình tự cải thiện cho mình, tự làm cho mình được tốt đẹp hơn thì đó gọi là sửa. Chắc có lẽ đồng đạo không lạ gì qua án văn mà Đức Thầy dạy: sát trần tục như cây cạnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, đẹp với bào biết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Cho nên cái vấn đề trao sửa những thói hư tật xấu với răng chừa sao sẽ thấy người xưa tường tặng mặt, thì điều này thì chúng ta đã nằm lòng. Quý vị chúng ta sửa rất là tốt. Cái phần mà trao sửa thì theo tôi nghĩ việc này đồng đạo chúng ta làm rất là tốt, không cần phải bàn. Hầu đó chưa tu mình có nhiều cái những thư tật xấu lắm. Nào là cờ bạc, á phiện, hút chích vân vân, rồi ích kỷ, nhỏ mọn, khó khăn, sống không có biết thương người. Nhưng mà giờ này khi bước vào đạo rồi là chúng ta bỏ hẳn những cái thư tật xấu rồi, đúng không? Tứ đô tường mình không phạm rồi. Mà nếu có phạm đi chăng, chúng ta phạm rất là ít so với người không tu. Rồi đồng thời giờ này chúng ta đã có một lòng nhân rồi, có tình thương rồi, mình đã làm từ thiện, đã nổi trội, đã mang được cái danh thơm tiếng tốt cho đạo, cho thầy. Điều này chúng ta làm rất tốt. Cho nên về cái phương diện này thì chúng ta không có còn bàn cãi. Nhưng mà cái cốt lõi đây là Đức Thầy dạy là tu đền. Cho nên tu sửa là một vấn đề, tu tỉnh là một vấn đề, tu mi là một vấn đề, tu thiệt là một vấn đề, tu là giả là một vấn đề. Trong lời Đức Thầy, khái niệm cho tu Thầy viết trên dưới tới mấy trăm lần, trên dưới tôi đếm theo cái mình tra cứu là trên dưới là gần 400 chữ tu đồng đạo. Thì trong đó chữ tu hành là Đức Thầy dạy 97 lần, chữ tu tỉnh Thầy dạy 17 lần, chữ tu thân Thầy dạy 16 lần. Rồi trong đó có tu cầu, rồi là chúng ta thấy có tu đền, tu sửa, tu mi vân vân, có tu thiệt, tu giả. Cái quan trọng tôi đặt nặng nhất là cái từ tu thiệt, tu giả. Tu thật tâm thì được thảnh thơi, mà tu giả dối thì lao thì lý. Đây là hai cái mà đồng đạo chúng ta cần phải thuộc lòng, cần phải hiểu. Thì đấy là cái khái niệm chung về chữ tu. Như vậy thì thế nào là đền? Cái nghĩa chữ đền nó có hai ý đồng đạo. Một, mình nói về phương ngữ, anh bắt đền cho tôi đi. Tại vì ngày hôm qua anh làm hư xe của tôi, ngày hôm qua anh làm hư đồ của tôi, ngày hôm qua anh làm cho gia đình tôi tan nát, cho nên hôm nay anh phải bắt đền cho tôi. Bắt đền cho tôi. Cho nên cái chữ đền này là mình phải nhận định. Đó là một nghĩa. Nghĩa thứ hai là đền ơn đáp nghĩa. Tôi cho anh cái đó, anh phải cho tôi là cái khác. Tôi cho anh cái này, anh phải cho tôi là cái kia. Thì đấy là đền ơn đáp nghĩa đó. Cho nên cái khái niệm chữ đền này thì quý vị chúng ta hiểu ở hai cái phương diện. Một cái phương diện là chúng ta đã gây ra những cái món nợ
mà nợ này gọi là nợ nghiệp, nợ ác. Rồi những cái món mà chúng ta gây cái món nợ mà nợ này gọi là ân, nợ ân, ân nợ. Cho nên đấy là cái nghĩa chữ đền. Vì vậy cho nên hôm nay tu đền là chúng ta phải trả cái gì chúng ta trốn được, nhưng mà nghiệp chúng ta trốn không được. Trong khi Đức Thầy đã khẳng định là trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Vì vậy cho nên đồng đạo thấy mỗi khi mà mình mà thiếu nợ cái gì, cái món nợ này xin thưa quý vị, không phải tôi nói ở trong kiếp này đâu, cũng không phải mà Đức Thầy dạy chúng ta trong kiếp này đâu, mà cái món nợ này nó đã lưu truyền từ nhiều đời nhiều kiếp. Có thể nói trừ từ khi mà chúng ta đã thành một loài động vật, hoặc giả là chúng ta là một loài thực vật, một loài sinh học, thì từ đó có thể khái niệm được là mọi cái tác động của chúng ta thì lúc bây giờ nó sẽ sinh nghiệp. Cho nên khi mà sinh nghiệp rồi, nó sẽ theo một cái lật cái dòng, theo một cái dòng từng quần, một cái lực luân hồi, một cái lực nhân quả, để rồi mọi thứ thì nó hiện bài. Vì vậy cho nên vấn đề này hôm nay mình phải nhận định đúng, để chúng ta đền trả những cái nghiệp, những cái gì mà mình đã tạo ở trước đó, hoặc giả là chúng ta đền trả những cái món ân mà mình đã thọ nhận ở trước đó. Cho đó thì đây là hai cái niệm mà đồng đạo hết sức là ghi nhớ, để một lát chúng ta bài ra rồi tự nhiên đạo hình dung được à, hình dung được trong cuộc sống của mình thế nào. Và Đức Thầy dùng đó là đây là nợ thế. Nợ thế, khi mà Đức Thầy dùng cái từ nợ thì chúng ta biết rằng mắc nợ là phải trả thôi. Bữa nay không trả thì ngày mai trả, ngày mai không trả ngày mốt trả, ngày mốt không trả thì tháng sau trả, mà tháng sau không trả thì sang năm cũng phải trả, mà sang năm không trả thì phải đến nhiều năm sau phải trả, mà nhiều năm sau không trả được thì kiếp sau cũng trả, mà kiếp sau không trả phải kiếp kiếp sau cũng phải trả. Bắt nợ người ta là phải trả nợ thôi, đó là cái điều đương nhiên. Và Đức Thầy dùng từ thế. Như vậy thì thế là thế gian, thế là thế trần. Vì vậy nên nợ thế là những cái món nợ mà tôi và quý vị, khi chúng ta sinh ra trên cõi thế gian này, trên cõi đời này, thì lúc bây giờ chúng ta bắt đầu gây nợ. Chứ hồi đó mình ở cõi Phật không gây nợ, hồi đó mình ở cõi tiên, cõi trời không gây nợ. Nhưng mà đặc biệt khi sinh ra cái cõi dục này, đây là cái cõi mà chúng ta rất dễ gây nợ. Và đây cũng ngược lại là cái cõi mà chúng ta rất dễ tạo công đức. Bởi vì gẫm trong cõi tạm nhiệm màu, cái nên mình đã thầy giải rất rõ, cái cõi này là cõi nhiệm màu, nhưng mà ngặt mang xác thịt khó hầu cao bấy. Vì vậy cho nên cõi đời này là chúng ta rất dễ gây nghiệp, nhưng mà song song bên cạnh đó, cõi đời này chúng ta rất dễ tạo công đức. Chỉ cần đồng đạo chúng ta thông được vấn đề này, chúng ta chuyển hóa lại, thay vì chúng ta gây nghiệp, mình không gây nghiệp nữa, mình tạo công đức, thì coi như là chúng ta đi lên. Cho nên hiểu theo là Đức Phật thì thật sự cái cõi Nam Thiện Bộ Châu, cõi Ta Bà này, chúng sanh dễ tu dễ đắc lắm. Còn ví dụ giờ chúng ta ở cái cõi là Bắc Cu Lu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, hoặc là ở các cái cõi trời, mà đồng đạo muốn tu rất là khó. Bởi vì cõi đó cõi hưởng mà, đâu có ai mà thấy khổ rồi mà tu. Bởi vì nhân vô quả, quản bắt hồi đầu, con người ta mà có khổ mới thấy tu. Vì vậy cho nên sống trong cõi đời này, dầu rằng nghiệp, cái hoàn cảnh khách quan trong xã hội nó hành hạ chúng ta, nhưng mà chúng ta rất là vui. Bởi vì có vấn đề đó, nó làm động lực cho chúng ta tu. Khổ chừng nào niệm Phật nhiều chừng đó, khổ chừng nào tu mạnh chừng đó, nghèo chừng nào làm từ thiện nhiều chừng đó. Chà nói câu nãy nghịch, nghèo từ thiện, tiền nghèo quá tiện đâu làm. Làm, bởi vì đối với chúng ta đâu phải là mình làm từ thiện nhiều tuần lắm, nhiều tiền lắm của. Trong khi quý vị chúng ta đang nghèo là quý vị biết rằng kiếp trước mình không có tu, không có làm từ thiện, cho nên kiếp này đã nghèo rồi phải không? Lỡ nghèo cho mạt luôn, tất lúc này đi làm từ thiện, đem cái thân này để làm các công tác từ thiện xã hội để kiếp sau chúng ta hưởng. Có nghĩa là mình phải biết hy sinh. Còn giờ này đã nghèo rồi, bây giờ là không có còn phương nào mà sợ nữa, mà chúng ta cứ dậm chân tại chỗ thì lúc bây giờ kiếp sau khổ hơn kiếp này nữa. Bởi vì cái khái niệm căn bản nhất giờ này đồng đạo phải định hình được là chúng ta còn có kiếp sau. Kiếp này là nền tảng để gây dựng cái kiếp sau. Kiếp này mà chúng ta có tu, chúng ta có hành thì kiếp sau chúng ta có hưởng. Còn kiếp này mà chúng ta không tu, chúng ta không hành thì kiếp sau chúng ta đỏ.
Điều này thì hội trường này thì tôi tin tưởng rằng quý vị hiểu hết rồi. Cái này không cần phải nói nữa, nhắc lại nó dư. Mà thật sự là như vậy. Thì đấy là chúng ta bàn về một cái khái niệm là nợ thuế. Và Đức Thầy dùng cái từ là cho rồi là xong. Giống như Đức Thầy xác định rất rõ, con đường của tôi và vị đi nó giống như hai cái lộ trình mà Đức Thầy đã xác định là sanh ra trong trần con người, dầu muốn hay dầu không cũng phải chịu sự chi phối định lực thiên nhiên. Định lực ấy là một chữ đạo, đạo con người cái bằng đạo nhân, và nó là con đường. Đi trúng thì sống, bước trạch thực chất. Cho nên hôm nay mà chúng ta thực hiện cái từ cho sống thì coi như là chúng ta giai đắc đạo quả. Giống như tôi vừa nhắc đoạn giảng hồi nãy, nợ thế đền xong mong giai lão, hiền thần hiếu nghĩa đáng nên ghi mà Đức Thầy dạy. Cho nên khi mà nợ thế mà chúng ta làm xong là mình đắc đạo rồi. Hoặc giả Đức Thầy dạy rất rõ, Đức Thầy cho biết rất rõ là trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Đền nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, lấy tinh thần hiệp vén ngút mây. Mà Thầy rất rõ hai đoạn, hai bài khác nhau đồng đó. Cho nên hôm nay chỉ cần quý vị chúng ta quán triệt từ nợ thế này thì coi như là xong. Đức Thầy dùng cái từ cho rồi là xong rồi đó. Dứt nợ, dứt nghiệp và hoàn mãn cái quá trình tu hành. Vì vậy cho nên cái ý tiếp theo Thầy mới dạy là thì sao? Thì sao là tương lai sau khi chúng ta làm xong nợ thế? Thì sao? Thì Đức Thầy mới khẳng định là đứng ngồi tòa sen. Hai câu giảng này nằm lòng hết trơn, ai cũng nằm lòng hết trơn. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Tôi đảm bảo đồng đạo tín đồ Phật giáo hảo 5 triệu thuộc lòng hết, không ai không thuộc hai câu giảng này, phải không? Về văn chương là mình thuộc lòng hết đồng đạo. Như vậy thì tại sao Đức Thầy dạy là đứng ngồi? Như vậy thì nếu nói về tòa sen còn gọi là liên hóa, mà nói cho đủ là củ phẩm liên hóa. Trong lời Đức Thầy thì Đức Thầy có xác định là củ phẩm liên hóa. Trong bài Để Chân Đắc Bắc thì Đức Thầy dạy rất rõ, liên hoa chính phẩm ở Ngọc Tòa, được lệnh thiên đình nấy sai ta, hạ giái dạy khuyên truyền đạo đức, giả dạng điên khùng mượn thi ca. Mà Thầy dạy rất rõ rồi, một đoạn rất rõ đồng đạo, một khổ thi bốn câu đó, bốn câu. Rồi trong bài Xuân Hạ Tác Thầy cũng dạy là liên hoa đua nở nụ cười, được tôi lương đóng chào người chân tú. Rồi trong phần Cánh Mạng đó Thầy cũng dạy rất rõ, thiền định là làm thể, trí tệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh và có niết bàn. Như vậy thì thông qua lời dạy Đức Thầy ở nhiều chỗ, tôi nhớ không lầm là cái từ liên hoa Thầy viết tới 4 lần trong giáo lý Thầy, mà tôi nhớ có 3 lần nhắc nãy đó, còn một lần nữa. Như vậy thì từ đó thì quý vị chúng ta mới có một đức tin là có liên hoa, có ao sen thoát bảo, có Thầy mới dạy nè. Cho nên hiện nay thì mình nói trong đạo mình đồng đạo, bởi vì mình thì quan hệ rất rộng, các vị mà phải nói gọn là tiền bối, các vị trí thức thì hầu như là mình quen rất là nhiều trong quá trình đi làm nhiệm vụ hàng ngày ở đây, đồng đạo đã rõ rồi đó. Cho nên thì trong quá trình mà trao đổi với nhau hàng ngày đó thì cũng có những cái nó không đồng nhau, cũng có một ít đó là đồng đạo mình không có tin cái cõi Tây Phương, không tin nó có liên quan. Như vậy thì hôm nay về phương diện tín ngưỡng tâm linh, về phương pháp tu hành, mà nếu đồng đạo không tin có cảnh Tây Phương, không tin có cảnh liên hoa, thì làm sao đồng đạo tu hành tinh tấn được? Chỉ giùm tôi coi, phải không đồng đạo? Cho nên cái yếu tố đầu tiên nói đây là chúng ta phải có đức tin. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã dạy rồi. Khi chúng ta có đức tin, đức tin là mẹ để sinh ra công đức. Mà nếu như hôm nay đồng đạo chúng ta không tin thì đó là bằng với giải đãi. Tin Thầy, tin cho lý Đức Thầy. Vì vậy cho nên mỗi buổi thuyết giảng đồng đạo ở các nơi hàng ngày đi dự thuyết giảng, thật sự là tôi nhìn quý vị là tôi thương lắm. Chúng ta tin Thầy, tin cho lý Đức Thầy lắm. Rồi cho nên chúng ta hàng ngày đến với nhau, đoàn kết với nhau để chúng ta có những cái buổi truyền thông Phật Pháp hết sức ý nghĩa thế này. Như vậy thì ngoài việc ở đây mình đã tin rồi, tin Đức Thầy là Phật, tin giáo lý Đức Thầy là một phương pháp tu hành giải thoát, thì chúng ta phải tin có cảnh địa ngục, có cảnh thiên đàng, chúng ta phải tin có cõi Phật. Và tòa sen đặc biệt là cái nơi mà Đức Thầy chúng ta ở bên ấy, thiên trước tòa sen có chỗ ngồi, xuống trần chẳng dụng chốn cao ngôi. Mà Đức Thầy dạy rất rõ trong cái bài là lỗ chốt cơ quyền đồng đạo. Đây là bài thi đầu tiên á,
Theo chúng tôi được biết, bài Lỗ Chốt Cơ Quyền đó thầy sáng tác vào tháng 6 năm Canh Thìn, năm Kỷ Mão, sáng tác trước Nguyễn Nhất á. Và Đức Thầy xác định rất rõ là Bồng Lai Điên Dậy có ngôi Tây Phương Cực Lạc Hùng ngồi tòa sen. Cho nên Đức Thầy chúng ta là ở tòa sen về đây mà. Đức Thầy đã từng ngồi tòa sen, ở tòa sen về đây, cho nên là có cảnh tòa sen. Mà Đức Thầy còn xác định thêm nữa trong bài là Thay Lờ Tửa: sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả Bồ Đề Trường Thọ mà còn len lỏi xuống hồng trần đang chịu cảnh chế khén. Cho nên giờ này nó gọn lại: tín đồ Phật giáo Bà Hảo mà đồng đạo nào mà không tin có tòa sen, không tin có Tây Phương Cực Lạc thì đồng đạo đó thôi nghỉ tu đi, tu không đắc đâu, thật sự không đắc đồng đạo, không đắc đâu, không được gì đâu. Bởi vì đức tin chúng ta quá lỏng lẻo thì không có một cái động lực nào để chúng ta phát triển về cái phương diện tâm linh. Đây là một cái quy điều trong cái cuộc sống. Quý vị làm cái gì phải có đức tin, làm ruộng có vậy, phải có đức tin là trúng mùa bán được giá cao để có được cái đồng lãi thì chúng ta mới làm. Mà bây giờ làm ruộng mà không tin, nó biết làm mùa này lỗ hay không lỗ nữa thì thôi nghỉ luôn đi, làm chi ạ? Phải không đạo? Đây là một cái điều kiện đương nhiên trong cuộc sống. Như vậy thì trở lại qua cái từ đứng ngồi. Cho nên thì nếu nói về tòa sen theo cái hiểu của mình thông qua kinh điển thì Đức Phật cũng đã dạy rồi. Khi mà về tòa sen thì mỗi đồng đạo chúng ta có đứng, có ngồi, có nằm. Vì vậy cho nên trong kinh Đức Phật đã dạy là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bắt thối Bồ Tát quy bằng lữ. Có nghĩa rằng thông qua bốn câu kệ này Đức Phật đã dạy thì nếu như ở đây có một chúng sanh nào mà bắt đầu niệm Phật, bắt đầu nguyện quy theo các ngài, nguyện tức là nguyện quy theo Tam Bảo đó, thì lúc bây giờ ở bên cõi Tây Phương kia sẽ có được cái cây sen chúng ta mọc bên kia. Cho nên Đức Phật mới dạy là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Có nghĩa rằng lúc ấy là cha mẹ chúng ta bên cõi ao sen thất bảo. Vậy thì giờ này tôi và quý vị chúng ta giàu đang ở đây, cha mẹ mình đã có rồi, là cha mẹ khai sinh. Nhưng khi chúng ta bắt đầu quy y, bắt đầu niệm Phật thì chúng ta có thêm cha mẹ của mình ở bên ao sen thất bảo. Và đồng thời ở nơi đây thì đồng đạo biết rằng Đức Thầy dạy là cảnh Tây Thiên Báu Ngọc đầy đầu ráng tu tịnh tìm nơi ăn dưỡng. Hay hoặc Đức Thầy dạy rất rõ là đồng đạo, tức là thành vàng điện ngọc trò thầy đăng tiên, ở bên kia thì xin thưa đồng đạo là bằng bảy báo, luôn cả cái hồ sen bên ấy. Đây là tôi nói theo kinh điển nha. Cái hồ sen bên ấy thì ở dưới đáy hồ cũng bằng bảy báo đồng đạo: bằng san hô, bằng mã não, bằng lưu ly, bằng xích châu, bằng sa cừ, bằng vàng, bằng bạc. Chứ không phải mà hồ sen chúng ta đây bằng bùn đâu, bằng nước lạnh đồng đạo, không có. Ở bên kia là bằng nước công đức không ạ. Cho nên cái hồ sen của ta đây, cái hoa sen của ta đây và cái hồ sen ao sen bên cõi Tây Phương kia thì hoàn toàn khác nhau. Hào sen ở đây thì được sinh sống hàng ngày bằng nước, bằng phân, bằng bùn, bằng tinh khí của trời đất để giúp cho hoa sen được sinh sôi nảy nở. Còn đặc biệt cái ao sen bên kia, tôi nói ví dụ như tôi là Phan Chí Tâm, khi tôi quy y niệm Phật thì bên tòa sen sẽ có một cây sen tên của tôi là Phan Chí Tâm. Như vậy thì cây sen bên kia nó sẽ được nuôi dưỡng bằng công phu tu hành giữ giới niệm Phật làm lành của tôi tại nơi đây. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng cái ao sen bên kia được nuôi dưỡng bằng công đức người tu, thay vì ao sen cõi thế gian được nuôi dưỡng bằng, là phải nói gọn là bằng bùn, bằng phân, bằng nước, bằng tinh khiếu trời đất. Như vậy thì ao sen nó không đồng điệu với nhau. Cũng có những cây sen vừa mọc lên phát triển rất tốt, bởi vì nhân thân người này tu hành rồi, niệm Phật làm lành giữ giới rất tốt. Và một thời gian thì hoa sen này đầy đủ tinh khí thì nó sẽ có một cái bông hoa. Bông hoa này để chi? Để chờ đợi cái nguyên thần. Cái nguyên thần, mỗi đồng đạo chúng ta đều có Phật tánh, mà tôi dùng cái từ nguyên thần để dễ hiểu, tức là xác ti mất, hồn thiên chẳng mất. Để chờ đợi cái nguyên thần chúng ta, sau khi chúng ta bỏ xác thì lúc bây giờ thần thức chúng ta đúng với câu là thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn nỗi khổ sanh. Trong một khẩy tay, nguyên thần chúng ta sẽ nhập vào cái hoa sen. Lúc bây giờ chúng ta được ngồi trên hoa sen, rồi bên cạnh đó chúng ta được đứng trên hoa sen luôn. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có trường hợp nằm trên hoa sen.
cái vấn đề này thầy không chấp nhận. Tại sao vậy? Bởi vì đồng đạo hình dung Đức Thầy dạy là cũng giống như lời Đức Phật. Bởi Đức Phật dạy là qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đức Phật dạy rất rõ là chúng ta về bên kia, hoa sen chúng ta phải nở, chúng ta phải ngồi, phải đứng để thấy được Phật thì mình mới ngộ được cái lý gọi là vô sanh. Cái lý vô sanh tức là mình không còn sanh ở cõi đời này nữa. Và lúc bây giờ thì bắt thối Bồ Tát Quy Bằng Lữ, mình không còn, mình đã hưởng cái quả bắt thối, có nghĩa là không còn sanh trở lại nữa. Và lúc bây giờ mình và Bồ Tát là bạn với nhau. Như vậy thì trường hợp nào là nằm tòa sen? Nằm tòa sen chúng ta có thể dùng cái khái niệm là ngủ đông. Bởi vì trong kinh Tịnh Độ có dạy rất rõ đồng đạo. Cho nên nếu như một chúng sanh nào mà sống trong cõi đời này mà không lo đền trả nợ thế, nhưng mà chúng sanh này có niệm Phật, thì chúng sanh này sau khi mạng chúng gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là được sanh về ao sen thất bảo. Nhưng mà chúng ta rơi vào cái phẩm hạ. Khi rơi vào phẩm hạ là chúng ta không được đứng, cũng không được ngồi, mà chúng ta nằm ngủ trong đó, để chúng ta sống trong ảo mộng. Rồi hàng ngày chúng ta phải tự sửa mình. Trên dưới như vậy là từ nửa tiểu kiếp đến một tiểu kiếp đến sáu tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là 16.800 năm. Đồng đạo hình dung đi. Mà nếu sáu tiểu kiếp như vậy là trên dưới là gần hơn, phải nói gọn là 200.000 năm. Vì vậy từ đó thì chúng ta mới thương thầy. Bởi vì ao sen thất bảo đồng đạo nhớ là có chính phẩm. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chính phẩm, liên qua chính phẩm ở Ngọc Tòa. Đây là Đức Thầy dạy, cho nên chúng ta phải bàn, phải tin. Như vậy thì nếu như người nào trong cõi thế gian này tu hành trang nghiêm, giữ giới, lo tròn nợ thế, thì quý vị sẽ được về phẩm thượng. Trong phẩm thượng có ba vị trí: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Tùy theo khả năng tu hành, tùy theo công phu hành đạo của mình, có cao có thấp. Nhưng mà về phẩm thượng coi như là tuyệt vời. Về phẩm thượng là chúng ta đứng liền đồng đạo. Đứng liền không đó, đứng liền. Chúng ta làm bạn, bắt tay với Bồ Tát liền, nghe Bồ Tát thuyết pháp liền, gặp Phật liền đồng đạo, không có còn nghĩ ngợi gì nữa. Bởi sanh đi phẩm thượng mà. Và nếu như người nào mà đền được cái nợ thế nhưng mà còn thiếu một chút, ở đây chúng tôi dùng cái từ là thiếu một chút nhé, thiếu một chút gì đó, chúng ta chưa có hoàn mãn, chưa có được vàng 10, thì đồng đạo chúng ta cũng được về phẩm trung. Nhưng mà về phẩm trung chúng ta cũng được ngồi tòa sen. Về phẩm thượng thì gặp Bồ Tát, mà về phẩm trung thì chúng ta gặp A-la-hán. Trong phẩm trung này cũng có ba bậc là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, tùy theo cái điều kiện tu hành của mình. Đồng đạo hiểu cái này mới ham tu đồng đạo không? Bởi vì mình phải là, nói chung là ai cũng vậy đồng đạo. Chúng ta phải có một cái sự thi đua. Tôi nói ví dụ giờ tôi với đồng đạo Phan Văn Dũng đồng tu đúng không? Một vị là trưởng ban trị sự, một vị là giáo lý viên. Mà mai mốt ra đồng đạo Phan Văn Dũng mà ngồi thượng phẩm thượng sanh, mà tôi ở trung phẩm thượng sanh, tôi đâu có chịu. Phải không? Phải thi đua mới được chứ. Mình phải ráng tu làm sao mà để mai mốt mình ngồi vị trí cao đồng đạo à. Cho nên ở đây muốn nói rằng giới hạn ở phẩm trung là coi như là chúng ta ngon lành đó. Vậy thì đứng ngồi tòa sen là Đức Thầy đưa ra khái niệm này để tôi bại vị chúng ta ít nhất cũng được về phẩm trung. Hoặc giả đồng đạo nào cao công đức, hy sinh cho đạo, làm từ thiện, xả thân hành đạo, mọi thứ đầy đủ là coi như là không có còn một vết tì nào nữa đó, thì đồng đạo đó lên phẩm thượng, thì đó gọi đứng ngồi đó. Nhưng mà trường hợp thứ ba là trường hợp nằm. Trường hợp này là Đức Thầy không đề cập. Bởi vì đến hạng thứ ba mà nếu như hành giả mà rơi vào cái phẩm hạ theo Tịnh Độ Tông, theo Liên Tông Thập Tam Tổ, thì đây còn gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nhưng mà trong toàn bộ là Đức Thầy không nhắc đến đới nghiệp vãng sanh, mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta là tiêu nghiệp vãng sanh. Trước khi vãng sanh tiêu hết nghiệp, còn nghiệp Đức Thầy không chịu. Vâng theo lời Thầy dạy là phải tiêu nghiệp vãng sanh để chi ạ? Để cho chúng ta được sanh về phẩm trung, hoa sen chúng ta được nở, chúng ta gần Bồ Tát, gần Phật, gần A-la-hán. Còn bằng ngược lại mà chúng ta sinh về phẩm hạ,
Thì lúc bây giờ quý vị gọi là nằm rồi đó, không có ngồi được rồi đó. Lúc bây giờ khi mà sinh về phẩm hạ, dầu rằng chúng ta ở cái phẩm gọi là hạ phẩm thượng sanh, nhưng mà quý vị phải ngủ đông, còn gọi là thai nghén, nằm ở trong đó là phải nửa tiểu kiếp. Một tiểu kiếp nói tròn số là 16.800.000 năm. Như vậy thì nửa tiểu kiếp thì cũng là chèm chèm là gần 10.000 năm rồi. Như vậy ở đây tu có mấy ngày, tu có mấy tháng, tu có mấy năm, không chịu làm để mai mốt về bên kia đó, mà về bên kia phải nằm đó chịu đó mấy chục ngàn năm. Ai chịu nổi đồng đạo? Tu chịu không nổi đó. Ở đây vì chịu nổi không? Tu chịu không nổi đồng đạo. Mình phải hiểu cái này nè. Rồi nếu như đồng đạo chúng ta mà giải đãi hơn nữa, trời ơi tu hành ở thế làm không xong, mà sáng say chịu xỉn, vừa say xỉn vừa niệm Phật, vừa phiền não vừa niệm Phật, nhưng mà mai á, ở đây nói là mai nha, may mắn đến giờ phút cuối cùng niệm Phật nhất tâm. Nhất tâm trong cái giai đoạn mà gần hấp hối, mà tâm thần sao xác, trí vẫn vơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến phút lâm chung giả cõi tạm trường tạo phước. Thì mai là đến giây phút này đó, là được niệm Phật nhất tâm được một khoảnh khắc đó, thì được sanh về Tây Phương. Nhưng mà rơi vào cái phẩm là trung phẩm trung sanh, thì rơi vào cái phẩm này lúc bây giờ phải nằm đó thai nghén đợi đến ba tiểu kiếp. 16.800 năm nhân ba, coi vị biết là đợi ba tiểu kiếp đó rồi qua sen mới nở. Rồi nếu như người nào tệ hơn nữa, cho nên bàn ở đây mình cũng ham một cái là có tu là có hưởng. Quý vị mà chúng ta có niệm Phật là có cơ hội ngồi tòa sen. Xin lỗi, có cơ hội nằm tòa sen chứ. Có niệm Phật là có cơ hội nằm ngồi đứng tòa sen. Nhưng mà tùy theo cái tính chất tu hành. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta có quy y, có niệm Phật mà tu như chơi vậy thôi, nợ nần rồi á, những cái nghiệp nợ rồi giới luật không có tinh nghiêm, không có trọng pháp, thì như vậy chúng ta cũng được gọi được cái vé vớt. Cái vé này gọi là hạ phẩm hạ sanh. Vậy thì rơi vào cái vé vớt này thì phải đợi như vậy là đến 6 cái tiểu kiếp. Có kinh là dạy là 12 cái tiểu kiếp, nhân lên một tiểu kiếp là 16.800 năm. Hình nhân dùm tôi coi đồng đạo thấy cái số biết bao nhiêu. Nhưng mà đồng đạo nhớ nha, khi mà chúng ta rơi vào phẩm hạ đó là đồng đạo không hưởng quả bắt khói. Sống ấy, mình sống trong hoa sen, nhưng mà cái tư tưởng cái dục lạc thế gian này thế nào đó, thì lên trên kia đó thì chúng ta cũng hình thành như vậy. Ở đây mình sống mình ham muốn mà được nhiều vợ, được nhà cao, được có kẻ hầu người hạ, được quyền cao chức trọng. Mà nếu chúng ta có ý niệm đó mà lỡ về phẩm hạ rồi, thì hàng ngày chúng ta cũng sống trong cái giả đó. Sáng ngày ra thấy mình ở một căn nhà phải nói rõ là sang trọng, có cái ăn người ở, có người hầu, vợ là mấy chục bà như vậy đó, sung sướng lắm. Nhưng mà không ngờ đó là sống trong ảo. Mà nếu sống như vậy mình không ăn năn cải hối đó, bởi vì về bên kia hàng ngày là chúng ta đều nghe Bồ Tát và là hán thuyết pháp đồng đạo. Nếu người phẩm hạ có giờ Đức Phật A Di Đà quy định là một ngày như vậy là phải hai cái buổi thuyết pháp để chúng ta nghe pháp. Sau nghe pháp xong thì vào trong hoa sen mình ngủ tiếp. Ngủ là gì? Là chúng ta sống với dục tưởng ở thế gian này nè. Cho nên đồng đạo chúng ta ở đây đồng đạo dứt được cái dục tưởng đó thì chúng ta khỏe. Mà nếu đây chúng ta còn cái dục tưởng, còn cái dục tình, còn cái ham muốn, mai mốt qua bên kia nó hành hạ chúng ta khổ lắm đồng đạo ơi, rất là khổ. Điều này tôi đã kinh qua kinh điển rất nhiều rồi. Vì vậy nên chúng ta phải nhớ vấn đề này để đồng đạo chúng ta đứt cái, cắt đứt cái dục tình ngay cái chỗ này, cắt đứt cái sự ham muốn trong cõi dục này, để khi chúng ta đi qua bên kia là coi như mọi thứ đã xong, không có còn đem những cái lặt vặt, những cái nhỏ nhen, là những cái tiểu ti eo hẹp để thêm theo chi cho nó khổ. Lúc bây giờ chúng ta đem cái thánh thiện, đem cái từ đi, đem cái giác ngộ, đem sáu chữ lục tự, đem cái công đức tu hành thì tốt đồng đạo, phải không? Cho nên ở đây có bàn cho nó rõ. Hôm nay bàn vấn đề tòa sen là nói giống như trong phim thôi đồng đạo. Tôi nói chuyện bây giờ giống như ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời đúng không? Nhưng mà thật sự là phải bàn thôi đồng đạo. Mình phải bàn thôi à, bàn phải hiểu, hiểu để tu, phải không? Mình phải biết được cái nguyên lý, biết được cái sự cấu thành của ao sen thất bảo như vậy đó. Như vậy thì biết như vậy để làm chi? Để giờ này chúng ta thương Thầy, từ đó mới suy ra được rằng Đức Thầy dạy tu đền nợ thế cho rồi. Vậy thì khi đền nợ thế cho rồi là coi như chúng ta không có còn thai nghén. Qua bên kia là thần thức nhập là thai sen tinh hảo đẹp liền. Thấy Phật liền gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Vậy thì từ đây chúng ta mới đặt ra một cái mục tiêu cho mình. Mục đích chúng ta là phải về được cửu phẩm liên hoa. Cho nên muốn hoàn thành cái mục đích này, mục tiêu chúng ta trong hiện tại là đồng đạo chúng ta phải làm sao giải quyết cho xong cái từ nữa thế. Cho nên thì đây là các vấn đề chính yếu nhất mà chúng tôi bàn trong ngày hôm nay. Như vậy thì giờ này chúng ta sẽ đưa ra các điều kiện theo lời Đức Thầy dạy để chúng ta hoàn thành cái nợ thế, để chúng ta được sinh phẩm trung, sinh phẩm hạ. Vậy thì yếu tố đầu tiên, cái chữ đền này như tôi nói hồi nãy là chúng ta phải chấp nhận, chấp nhận đền trả những cái tội nghiệp mà chúng ta gây tạo. Như vậy thì trong hiện tại, khi mình là người tín đồ, là người tu, nhưng mà quý vị và tôi, chúng ta chưa có được túc mạng thông, có nghĩa rằng mình không có biết được ở tiền kiếp chúng ta là ai, có tu hay không, điều này chúng ta không thể nào xác định cụ thể. Nhưng mà thông qua những cái cuộc sống hàng ngày mà Đức Phật đã dạy rất rõ, tức là kiến kỳ hiện tại quả, tức là dục tri tiền thế nhân chứ, dục tri tiền thế nhân kiến kỳ hiện tại quả, dục tri hậu lai quả kiến kỳ hiện tại nhân. Dầu rằng tôi và quý vị chúng ta chưa có được, phải nói rõ là túc mạng minh, nhưng mà thông qua hàng ngày trong cuộc sống, thông qua kinh điển, thông qua luật luân hồi, thông qua luật nhân quả, thì giờ này có thể đồng đạo chúng ta hiểu được rằng trong đời sống của mình, hầu đó mình có gây nợ nần bao nhiêu là mình biết hết đồng đạo. Mình biết hết đồng đạo. Cho nên hôm nay tu đền là chúng ta phải chấp nhận trả. Do đó cho nên tôi nhớ một lần thì có bác Sáu. Bác Sáu tôi, ổng đi xe cái bị xe nó đụng ổng. Năm ấy thì tuổi ổng gần 70. Đụng ổng cái chân gãy ba khúc. Cái tôi đến thăm ổng nói: "Chú Tâm ơi, chú Tâm ơi, bác vui vẻ lắm. Bác biết mà. Chú Tâm biết không? Đây cũng là bác đền trả cái nợ đó. Hồi đó lúc bác còn trẻ bác khỉ lắm. Bác gặp con bường biệp á. Khi gặp ổ bường biệp cái bác lan lan qua bác còn bị bịp con á, cái bác bẻ cái chân là ba khúc. Bởi vì bường biệp mẹ rất là hay. Khi mà bìm bịp con mà bị gãy cái chân ba khúc, bìm bịp mẹ nó kiếm thuốc về cái nó nhai nhuyễn cái nó đắp vào cái chân bịp con đó. Ngày trước hay sau lành à, bắt khỉ lắm. Cho nên giờ này mà bữa nay mà mấy ngày trước mà bị giao thông, bị tai nạn giao thông mà bị xe đụng gãy làm ba khúc cái chân là bắt nhớ y hệt cái hình ảnh mà ngày xưa bắt bẻ cái chân con bìm bịp sao giờ gãy y vậy đó. Đó ràng năm đó. Cho nên đây là mình đền trả đúng không? Hồi xưa mình bẻ chân người ta. Mà bác Sáu là chỉ nói trong cái kiếp hiện tại thôi đồng đạo. Cho nên giờ này đồng đạo hình dung đi cái mẫu chuyện thật sanh lý thông. Quý vị thấy rõ, ai cũng hiểu mà nói về thật sanh lý thông ai cũng hiểu mà. Nói đến cái mẫu chuyện ăn khế trả vàng ai cũng hiểu mà. Thì đó là đền với trả rất là rõ ràng. Thì ngày xưa thật sanh rất là hiền. Lý thông nghĩ mình là cái người khôn khéo, cho nên mới dùng cách để hại, để gạt thật sanh. Lúc đầu thì gạt, phải không? Lúc đầu thì gạt, gạt cho đi vào một cái miếu để cho con Trần Tinh ăn thịt, nhưng mà không ngờ không ăn thịt được mà Trần Tinh lại chết với tay của Thật Sanh bị chém đầu. Thì đáng lẽ ra chém được cái đầu Trần thì vua thưởng, nhưng lần này tiếp tục bị gạt nữa. Anh ơi, cái con Trần này là vua nuôi mà để dám chém như vậy là cái như là để là bị tội tử hình à. Thôi để cho huynh lãnh tội, cho để đi vô rừng để trốn đi. Gạt nữa ha, gạt nữa ha, tức là cái này là phải nói gọn là lấy cái công người ta. Rồi sau đó rồi âm mưu khi mà cứu được công chúa, lúc bây giờ liếp miệng hang lại nhốt Thật Sanh ở dưới. Thì rõ ràng Lý Thông đã nợ Thật Sanh quá nhiều, nhưng mà món nợ này đền không? Đền chứ, đền bằng một cái sinh mạng. Cái nơi đồng đạo, đâu phải cái việc làm ác không của mình mà thế gian không biết đâu. Lúc đầu thì vua không biết, nhưng mà khi công chúa nói chuyện được thì mọi cái đã phơi bày. Thì khi mọi cái phơi bày thì lúc bây giờ Lý Thông phải trả lại một cái món nợ. Hầu đó thì gạt Thật Sanh vì danh vì lợi, nhưng mà gạt thì một mà trả thì tới 10. Quý vị nhớ quy luật nó lạ đồng đạo à. Chúng ta gieo một hạt ớt là chúng ta phải nói gọn hại người ta, nhưng mà khi chúng ta đền trả là chúng ta trả bằng cả một cây ớt. Một hạt ớt, có một cây ớt thì một cây ớt nó có nhiều nhánh ớt, mỗi nhánh ớt là mang một trái ớt, mỗi trái ớt nó mang hàng nghìn hạt ớt. Chẳng những trả một lần mà cái đợt ớt này đi qua
thì nó trổ bông khác, nó ra trái đợt 2, nó ra trái đợt 3, nó ra trái đợt 4, chả nổi không đồng đạo? Khó dữ ha. Cho nên đây là một quy luật. Vì vậy cho nên đồng đạo thấy không, lý thông chiếm cái công hại thật sanh, cuối cùng trả, chẳng những trả một mình mà trong lúc ấy là hai mẹ con thông đồng với nhau. Cho nên hai mẹ con thông đồng với nhau thì cuối cùng hai mẹ con bị cái cảnh là bị thiên lôi ông phạt, thay vì bị vua xử trảm. Nhưng mà thật sanh là cái người rất là, phải nói gọn là thương người, cho nên mới xin với vua thôi tha tội cho mẹ con Lý Thông, coi như là mọi cái là què. Phải đồng đạo, ý là thật sanh là chủ ý là làm cái tờ bãi nại là què, nhưng mà nghiệp không có què. Vì nhớ điều này nha, tôi nói đồng đạo thiếu nợ tôi, đồng đạo nói ôi Chí Tâm, tôi nói thôi tôi cho đồng đạo đó, coi như là què, nhưng mà đồng đạo nhớ nghiệp không có què. Vì vậy nên thật sanh mới xin với vua là thôi tha thứ cho mẹ con Lý Thông đi, hạ thần là bỏ hết cái nghiệp cũ, cái tội cũ rồi. Nhưng mà khi ra khỏi triều đình rồi thì thiên lôi ông giáng một búa, thì coi như là mẹ con không có toàn tánh mạng. Vậy thì đó là đền đó, đền mạng đó đồng đạo. Quý vị còn nhớ trường hợp Lương Võ Đế không? Mà Đức Thầy dạy là nhớ thời trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Như vậy thì sở dĩ mà Lương Võ Đế mà rơi vào cái chỗ là đến chừng sau Ngạ Tử Đại Thành, Phật bắt cứu vì tâm còn ác, thì đây ông cũng đền đó. Ông đền, ngày xưa ông giết có một con khỉ, cho nên ông nợ mạng con khỉ. Mà không phải đang không mà giết, bởi vì con khỉ này nó lấy hộp cơm nó ăn. Lúc làm một cái lão tiều phu thì hàng ngày đốn củi thì đem hộp cơm theo để ăn. Nhưng mà lúc bây giờ thì tới buổi trưa như vậy thì hộp cơm, cái gói cơm để trên vồ đá thì không cánh mà bay. Đói 3 ngày 4 ngày như vậy đó, tức quá. Cho nên đến cái ngày nay là phải rình coi cả ai đánh cắp cái hộp cơm của mình. Thì khi rình cho dưa một chút thì chàng khỉ kia len lén đến để cắp cái gói cơm đi. Thì lúc bây giờ cái vị lão đốn củi này mới chạy theo đuổi tận giết tiệt. Thay vì con khỉ nó nhanh lắm, nó chạy là thoát, nhưng mà nó mê mội. Phải chi mà theo tôi đồng đặc, con khỉ này nó bỏ hạt cơm á, bỏ hộp cơm nó chạy, nó thoát thân thì xong rồi. Đằng này nó còn mê bỏ uổng. Này cái này cũng là bài học đồng đạo. Thường thường mình mê không đồng đạo, cho nên sách mới có câu rất rõ đó, mà mình thấy rất rõ đó, tức là nhân tham tài tắc tử mà điểu tham thực tắc phóng. Vì vậy nên mê, một tay á thì ôm có cơm, còn lại có hai cái chân dưới một tay, sao mà chạy lão ra cái một vị là đúng cuối. Cho nên từ đó là leo cây đâu có được. Con khỉ leo cây ở nhà hai tay, mà giờ tay ôm hộp cơm sao léo, phải lũi dưới. Mà lũi dưới một lát rồi nó vô trong một cái hang, ai ngờ cái hang này không hang ách, vô rồi thì ra không được. Cho nên cái lão tỳ phu nó đòi vậy là ăn hết hộp cơm nó chết đi, lấy đá ném hang lại, là lão tỳ phu này đã nợ cái mạng con khỉ. Mình nghe cũng hợp lý, bởi con khỉ ăn cắp gói cơm, nhưng ăn gói cơm mà đền cái mạng không hợp lý, cái này hơi bất ý, hơi hát đất à. Nhưng mà không ngờ cái định lý nó chi phối, lấy người ta có hạt cơm, rồi lúc bây giờ đền cái mạng con khỉ, đây cũng là nghiệp. Rồi giết con khỉ, nợ cái mạng khỉ, nhưng mà mai kia mốt nọ, đồng đạo thấy không, mắc đền trả lại cái nghiệp của một ông vua đó. Từ cái mạng con khỉ mà phải đem cái mạng của vua Lương Võ Đế để trả cái nghiệp con khỉ, vì thấy không, thì đó trường hợp đền trả đó. Cho nên từ những mẫu chuyện đó thì giờ này trong đời sống bình diện của tôi và quý vị, chắc là chúng ta mắc nợ người ta nhiều lắm. Bởi vì mình thấy mà, mình mà khi sống bình diện như vậy, chúng ta gặp tai nạn, gặp đau ốm, gặp bệnh hoạn, gặp cái khổ, gặp trộm cướp, gặp cháy nhà, gặp lũ lụt, gặp mắc mùa, thì chúng ta biết à, vậy là nợ rồi. Cái này là nợ mà. Chúng ta chỉ cần nhìn lại những cái hình ảnh mà mình xảy ra hàng ngày là chúng ta biết kiếp trước mình nợ người ta. Tôi nói nôm na một gia đình như vậy đó, ngủ một đêm sáng ngàn trộm vô dọn hết đồ đạc. Cái người gia đình này quán ra than khóc, tại sao bọn ăn trộm này không có lòng nhân thế này thế khác. Nhưng mà khi mà chúng ta suy vào đây thì đây là trường hợp đền đồng đó. Có nghĩa ở tiền kiếp có thể là cái gia đình này cũng đã từng, phải nói gọn là lấy của người ta trên mọi phương diện.
Ha. Vì vậy nên kiếp này khi sinh ra thì lúc bây giờ phải đền trả. Như vậy thì người đời người ta không chấp nhận đền trả, người ta phiền não, người ta tức, rồi người ta có những cái sự không hay trong những cái bước kế tiếp. Còn mình là người tu mà rơi vào cảnh đó thì quý vị phải chấp nhận thôi. Bởi vì định luật nhân quả nó chi phối. Cho nên giờ này trong cái đạo chồng vợ hàng ngày cũng vậy. Mà nếu bà lớn hơn mình, ổng hơn mình thì đây hoàn toàn là đền và trả. Chắc kiếp trước thiếu nợ bà, kiếp này phải đền cho bà đi. Nam Mô A Di Đà Phật, bà nói gì tôi cũng nghe hết. Hoặc giả là giờ này gặp ông chồng sáng say chiều sinh thì người đời người ta không chịu, gặp ông chồng này bỏ cái ông chồng khác. Nó đồng đạo đời này nó dễ mà. Nhưng mà đó là ngoài đời. Còn giờ này mình là người tu thì vấn đề này không có đâu. Cho nên khi mà gặp ông chồng sáng say chiều sinh là mình biết rằng kiếp trước thiếu nợ ông. Cho nên kiếp này ông đòi đồ gì hơn nhẹ. Đồng đạo phải hình dung rằng đòi như vậy hơn nhẹ, để mỗi đồng đạo chúng ta có một cách vươn lên. Rồi giờ này mình gặp một cái xóm này toàn là hung sùng bạo ngược, tối ngày chữ đon chữ ghen, thì chúng ta phải hình dung được, à vậy là chắc là kiếp trước thiếu nợ, cho nên người ta mới đòi mình. Rồi tôi nói nôm na có nhiều cái sự kiện mà có những cái gia đình, có những đứa con trẻ, rồi vị thành niên hoặc thành niên đùng một cái bị những cái tai nạn hoặc những cái chứng bệnh bỏ mạng. Rồi mình là bậc làm cha làm mẹ mình đau khổ không đạo? Rất đau khổ đúng không? Nhưng mà khi chúng ta chưa hiểu khái niệm này chúng ta đau khổ lắm. Nhưng mà giờ này mình hiểu là tu đền, nghĩa là con mình nó ra đi như vậy là nó trả mạng đó. Nó cũng đền mạng nó, chắc là kiếp trước nó cũng là giết người gì đây, nó cũng sát hại sanh linh, sanh vật gì đây. Cho nên kiếp này nó ở với mình có bao nhiêu đó thôi thì coi như là mọi thứ dứt nợ. Vì vậy nên trong đời sống tu hành của mình, cái ý tưởng này đồng đạo phải lúc nào cũng chuẩn bị cho mình đồng đạo. Bởi vì trong cái cuộc đời của mình, mỗi ngày mới như vậy là chúng ta gặp một cái sự kiện, mà phải chứ cái sự kiện này nó phải nói gọn là nó tốt với mình, nó giúp cho mình được an lạc thì tốt. Còn có những cái sự kiện mà nó làm cho mình phải phiền tối, nó làm cho mình phải đau khổ, thì những lúc mà phiền tối, những lúc đau khổ đó là chúng ta phải nhận định đúng, mình phải giác ngộ ngay chỗ đó. Tôi nói luôn cả bệnh hoạn cũng vậy, đang sống bình thường như vậy đó, tự nhiên ngủ đêm sáng ngày bị cái bệnh méo miệng, rồi bị cái bệnh là phải nói gọn là tai biến, rồi sao đây? Cái này phải là đền không? Thì rõ ràng là đền chứ gì nữa đồng đạo. Mỗi cái cơn bệnh của mình đồng đạo biết là cũng đó là nghiệp theo nó đội. Ngày xưa đâu phải trí quyền ngộ đạt đang không mà cái mục ghẻ nhân diện sang nó nổi một cái chân của ông. Đây cũng là ông đền trả đó. Bởi vì tiền kiếp ông đã giết quan triệu thố ở 10 kiếp rồi. Cho nên đã chấp nhận là phải đền trả thôi. Chừng nào ông chấp nhận ông trả đó thì triệu thố quan hồn mới hết. Nhờ A Đà Ca ấy thuyết về cái lý nhân sinh, về cái phương pháp gọi là thủy sám, ông mới thành tâm sám hối những cái tội lỗi mà ông đã giết oan triệu thố cách đây 10 kiếp, thì từ đó mới dứt nghiệp. Quý vị nên nhớ rằng khi mà tôi và vị chúng ta chấp nhận đền trả thì mới dứt nghiệp. Còn nếu mình không chấp nhận đền trả là coi như cái nghiệp nó cứ dây dưa không dứt, mà nó cứ dây dưa dùng dằn hoài làm sao mà giải thoát được đồng đạo. Rồi do đó cho nên giờ này sống trong xã hội này, trong cuộc sống đời tu của mình, đồng đạo phải chủ động. Quý vị thấy trường hợp của cô Hai Gương Cần Thơ cũng là cái trường hợp mà cô Hai Gương Cần Thơ phải đền. Cho nên cô là cái người rất là tu hành tinh tấn, là một cái người tạo rất là nhiều cái công quả. Nhưng mà cuối cùng cô vướng một cái bệnh. Lúc bây giờ cô thối chuyển đạo tâm, nhưng may Đức Thầy chúng ta hiểu được. Cho nên Đức Thầy mới viết một cái bài thi 20 câu đồng đạo nằm lòng rồi. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con dễ giàu. Tôi nghe cái câu mà công vẫn biết công phu con dễ giàu là đồng đạo hình dung là phải nói gọn là cô Hai Gương Cần Thơ cô tu dữ lắm đó đồng đạo. Chắc là trong hội trường này chắc chúng ta chưa có cái công phu dễ giàu cô Hai Gương Cần Thơ đâu. Cô này tu dữ lắm, tu mà được Đức Thầy khen đó. Vẫn biết công phu con dễ giàu, nhưng nổi tiền khiên gây lắm nợ, đời này trả dứt với mong cầu. Như vậy thì Đức Thầy xác định là tiền kiên ở trước đó đã gây nợ rồi. Cho nên giờ này phải đền nợ, phải đau, phải bệnh để đền trả cái nợ trước. Vì vậy nên giờ này quý cô, quý chú, những vị đồng đạo lớn tuổi mà đồng đạo có vướng cái bệnh tật vào thân thì đồng đạo mới biết rằng mình đang đền nợ. Cho nên mình đang đền những cái mình đã gây tạo trước đó, mình phải chấp nhận.
và một cái phương pháp chấp nhận để đạt kết quả cao nhất trong vấn đề tu đền này. Đó là chúng ta phải học tập theo trường hợp của ông Phan Châu Bá Long Xuyên, mà vừa rồi đồng đạo giáo lý viên Nguyễn Văn Tuấn cũng nhắc rất là nhiều, mà Đức Thầy đã dạy rất rõ, tất cả chúng ta phải niệm chữ Di Đà, tăng chướng nghiệp, thiền từ Thầy rước lại non mầm, kính thưa đồng đạo. Vậy thì giờ này đồng đạo mà lo niệm Phật đó, là chúng ta sẽ đoạn trừ được cái nghiệp. Một mặt là chúng ta trả, nhưng mà trả không nổi đồng đạo. Như tôi nói hồi nãy, vay có một mà trả tới trăm tới ngàn, sao không trả nổi. Nhưng mà giờ này chúng ta cứ an tâm. Ngày xưa ông Lương Võ Đế ông không có biết niệm Phật, cho nên cuối cùng ông phải trả cái nghiệp nặng như vậy. Vay có cái mạng con khỉ mà phải đền cái mạng ông vua. Ngày xưa như vậy, thực sự là cái trường hợp Trí Huyền Ngộ Đạt cũng không biết niệm Phật. Bởi vì Trí Huyền Ngộ Đạt là cái người tu về thiền tông, không tu tịnh độ, cho nên chính vì không niệm Phật mà phải trả lại một cái món nợ là cái nhất, cái vết thương, cái vết ghẻ dân viện sang ở cái chân của ông. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta chuyên trì niệm Phật, để rồi chúng ta sẽ đoạn trừ những cái nghiệp mà chúng ta gây tạo. Đồng đạo mình phải tin lời Đức Thầy dạy. Cho nên hôm nay câu niệm Phật lúc nào chúng ta cũng thể hiện ở trong nội tâm của mình, để rồi nếu như ở tiền kiếp chúng ta có gây cái nghiệp gì đó, thì đồng đạo chúng ta phải cố gắng, phải cố gắng để chúng ta vừa niệm Phật cộng với làm lành, thì tôi tin tưởng rằng dầu cái nghiệp chúng ta có cao cả nào, thì lúc này nó cũng dứt nợ thôi. Cũng như trường hợp cô Hay Gương Cần Thơ, sau khi Đức Thầy cho cô biết rất rõ, đây là do cái tiền khiên, nợ tiền khiên ở tiền kiếp cô đã gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Và mong cầu điều gì Đức Thầy mới dạy? Thế là mong cầu gặp Phật hội Long Hoa. Muốn gặp Phật hội Long Hoa, muốn dứt nợ thì phải con ráng trì tâm niệm Phật đã. Mà Thầy rất rõ. Cho nên hôm nay chúng ta có câu luật tự, thì câu luật tự Đức Thầy dạy, một là đây là chúng ta đã bắt được một cái thềm thang, bắt được một cái tầng sống của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy nên mình niệm Phật là mình đã trùng cái tầng sống của Đức Phật A Di Đà. Mà nếu đồng đạo không niệm Phật là chúng ta không có trùng cái tầng sống này. Thì khi mình đã trùng cái tầng sống này, cộng thêm chúng ta chấp nhận, chúng ta đừng có phiền não mọi sự việc đến đời trong cuộc đời sống của mình. Cái quan trọng đồng đạo nên nhớ lời Đức Thầy dạy, cho cái quan trọng là mỗi đồng đạo chúng ta phải chấp nhận. Mà người xưa thì Đức Phật dạy tùy duyên tiêu cụ nghiệp. Nếu mà chúng ta sống tùy duyên là sống chấp nhận, dầu gặp cái hoàn cảnh thuận, mình cũng chẳng lấy đó mà tự hào, tự cao, tự đại, tự trọng, tự cường. Mà dầu gặp cái hoàn cảnh nghịch thì chúng ta cũng chẳng lấy đó mà sanh lòng phiền não. Quý vị đọc lại trong cái phần, cái vấn đề mà từ bi hỷ xả, nhất là đức hỷ và đức xả, thì chúng ta rất rõ, dầu gặp hoàn cảnh nghịch, nhưng Đức Phật vẫn chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã, kính thưa đồng đạo. Cho nên Đức Phật đã buông hết mọi thứ. Vì vậy nên hôm nay chúng ta buông. Cái chữ buông của người tu chúng ta ở chỗ niệm Phật này đó đồng đạo. Ngoài cái việc chúng ta buông tài sản, buông tiền của, buông danh vị, tôi và vị, chúng ta buông luôn những cái tư tưởng phiền não ở trong nội tâm chúng ta, mình mới đạt được kết quả. Khi mà nghiệp đến đòi mình, chúng ta buông hết đi, mình cứ lo niệm Phật. Khi mà phiền não chốn lên nơi cõi lòng của mình, thì quý vị chúng ta phải mượn Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không để gì thờ khắc. Thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ sống với câu luật tự, chúng ta sẽ vui với câu luật tự. Thì lúc bây giờ từ từ vừa chấp nhận trả nghiệp, vừa niệm Phật, thì chúng ta sẽ có được một cái lượng công đức mà mình đã được chia sẻ từ Đức Phật A Di Đà. Ông Đức Phật A Di Đà có vô lượng công đức. Hôm nay tôi bại vị chúng ta có niệm Phật là chúng ta chia được cái của, cái phước báu của Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Thầy dạy rất rõ rồi, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Cho nên hôm nay chúng ta nhờ cái công đức ấy mà nó sẽ giảm, hoặc giả là tiêu, hoặc giả là sẽ trấn áp lại cái nghiệp. Thì coi như là cái công cuộc đền nợ thế chúng ta coi như là đã được một nửa. Thì đó là một cái bước thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa, cái quan trọng là chúng ta đền nợ thế đây, đồng đạo chúng ta không được gây nợ. Bởi vì mình đền nợ,
mà mình gây nợ thì coi như không đồng đọc. Đền trước gây sao, trả trước gây sao, coi như như không. Chúng ta vẫn trở về bông nó thôi, đâu có gì đâu đồng đạo. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà Đức Thầy dạy niệm Phật được lúc đầu hôm, đêm phi muốn giật nồi cơm của người đồng đạo, hình dung không đạt kết quả đâu. Vì vậy nên pháp tu này muốn hoàn thành đền nợ thế, chúng ta vừa đền cái món nợ mà mình đã gây tạo từ nhiều tiền kiếp, thì đồng thời bên cạnh đó là chúng ta không có thể nào mà gây thêm cái nợ mới. Mà giờ này muốn không gây thêm cái nợ mới thì đồng đạo chúng ta phải chuẩn hóa lại cái tư tưởng của mình, phải chuẩn hóa lại cái hành động của mình, phải chuẩn hóa lại cái lời nói của mình. Thì chính vì ba cái cơ quan này, hành động, lời nói và ngôn ngữ và tư tưởng của mình, thì ba cái cơ quan này là ba cái cơ quan để nó gây tạo cái nghiệp, để rồi chúng ta muốn về tòa sen mà bị nó cản, muốn tọa liên đài, muốn ngồi phẩm thượng phẩm trung bị nó cản, cuối cùng lọt xuống phẩm hạ. Mà lọt cái phẩm hạ nó còn đỡ, sợ cái nhất, sợ cái nước là chúng ta lọt luôn xuống địa ngục đó. Bởi vì mê mùi ác hướng về địa ngục. Cái đó đồng đạo, cho nên các khái niệm mà Đức Thầy dạy chúng ta là 10 cửa xem thấy gây hồn cho trần coi thử có mà hay không đó. Thì nếu như chúng sanh trong cõi đời này mà người nào phạm vào 10 điều ác, tôi đảm bảo một điều, người này sẽ đọa vào 10 tầng địa ngục đồng lập. Cho nên hôm nay trong quá trình đền nợ thế này, tuyệt đối chúng ta không gây nghiệp. Mà nếu muốn không gây nghiệp thì quý vị phải xem lại cái hành động của mình. Hành động chúng ta phải là không sát sanh, phải là không đạo tặc, phải là không tà dâm, thì coi như là hành động chúng ta không có gây nghiệp. Mà nếu như giờ này hành động nào của mình mà còn rơi vào ba cái nghiệp này thì chúng ta cần phải cúng lại cho nhiều, cần phải cải hối ăn năn để chúng ta nguyện là mình không gây nghiệp nữa. Bởi vì nóng lạnh tự thân chúng ta biết. Giờ này mỗi đồng đạo chúng ta nên kiểm chứng lại mình, căn cứ theo tôn chỉ mà Đức Thầy dạy, tôi và quý vị chúng ta kiểm chứng lại mình đồng đạo, để coi coi giờ này mình có gây nghiệp hay không. Mình làm mình biết mà, mình gây mình biết mà, bởi mình sống trong tỉnh thức. Thì điều kiện này không khó, chỉ cần chúng ta quán triệt làm sao từ hành động đến cái miệng chúng ta, quý vị đừng có sát sanh. Hành động không sát sanh thì chúng ta làm rất tốt, nhưng mà nhiều khi miệng chúng ta vẫn còn sát sanh. Sát sanh trường hợp nào? Sát sanh trường hợp là do các điều kiện chủ quan hay là điều kiện khách quan chúng ta còn ăn mặn, là chúng ta vẫn còn sát sanh. Như vậy thì đồng đạo hình dung, một người mà không ăn chay mà người này niệm Phật muốn sanh về phẩm trung phẩm thượng, theo tôi nghĩ là khó. Khó giống như lên trời mà hay sao phải đơn giản. Cho nên giờ này đồng đạo nào ăn chay rồi thì chúng ta khỏe, coi như là từ hành động đến cái sự sống mình chúng ta không sát sanh. Còn đồng đạo nào còn ăn chay kỳ thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta cũng tranh thủ từ đây đến ngày chúng ta bỏ xác, từ đây đến ngày Đức Thầy về, từ đây đến ngày Long Hội, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải làm sao mà chúng ta phải ăn chay cho được đồng đạo. Trước đây thì ăn chay rất khó, nhưng mà giờ này ăn chay rất là dễ. Ăn chay cũng là một cách để đồng đạo chúng ta cắt đứt cái nợ đó. Đồng đạo nhớ không, tại sao ngày xưa mà vua Tỳ Lu Ly đem quân sát hại dòng họ Thích Ca? Bởi vì trước đó ở nhiều tiền kiếp, khi dòng họ Thích Ca là dòng họ La Diệt đã sát hại cái đàn cá, sát hại đàn cá, cuối cùng thì bị hủy diệt cả một dòng họ. Đây là cũng mức độ đền trả. Cho nên giờ này muốn dứt nghiệp đền nợ thế thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta đừng nợ mạng nữa. Ngày xưa ăn chay rất khó, nhưng mà giờ này rất là cảm ơn các cô thợ nấu. Các cô đã làm những cái món ăn, nào là những cái món chay giả mặn, những cái món tàu hủ ký, tàu hủ này, tàu hủ khác, chế biến rất là nhiều món, nhiều cái gia vị. Thì những yếu tố đó cũng giúp cho người ăn chay chúng ta để thực hiện được hoàn mãn trong quá trình tu hành của mình. Cho nên ở đây đồng đạo đừng có chấp, đừng có chấp. Có nhiều người chấp những cái món chay giả mặn, nhưng mà ăn đồ chay giả mặn đỡ hơn ăn mặn đồng đạo à. Đồng đạo có nhận định điều này. Bây giờ tôi yếu nè, tôi ăn chay không nổi, mà tôi ăn được cái món chay giả mặn đỡ hơn cái người ăn mặn. Mà thường thường cái người chấp là cái người ăn chay kỳ không à, nó đặc biệt. Cho nên cái người ăn chay kỳ và cái người ăn đồ chay giả mặn đồng đạo, coi ông nào cao hơn. Mình cứ lo chấp người ta, mà giờ mình ăn chay 1 tháng có 4 ngày,
dầu rằng người ta ăn đồ chay giả mặn nhưng người ta ăn chay trượt thì quả vị người ta cao hơn. Có bao giờ các vị ăn chay kỳ mà nghĩ như tôi không? Mình phải nghĩ như vậy, nghĩ về một cái phương diện tích cực để chúng ta cắt đứt cái nghiệp sát. Cái nghiệp sát là cái nghiệp quan trọng nhất trong luật nhân quả. Chúng ta có giết là chúng ta có trả mạng, đồng đạo. Cho nên theo tôi nghĩ giờ này hội trường này tôi nhìn chắc có rất là nhiều đồng đạo ăn chay kỳ đó. Thì đồng đạo có thông cảm cho tôi, đồng đạo có tranh thủ đó. Bởi vì bài, cái sự trình bày chúng ta hôm nay, bài nói chuyện này là bài nói chuyện về tòa sen, phải không? Cái pháp mà chúng ta đang bàn là pháp về tòa sen. Mà giờ này mình mà còn mà yếu ớt ở đây là chúng ta ở đây á, không có về tòa sen đâu. Cho nên đồng đạo phải nhớ vấn đề này để cắt sát sanh. Rồi đạo tặc là theo tôi nghĩ là không có đâu. Chúng ta không có còn mà trộm cắp gian lừa. Có đi chăng là chúng ta có cái tư tưởng thôi, thì vấn đề từ từ có niệm Phật là chúng ta có giải trừ. Và cái thứ ba là tà dâm, quan hệ bất chánh với người khác. Thì điều này khi mà chúng ta phạm là chúng ta gây nghiệp đó. Do đó thì chúng ta sẽ đền trả thôi. Cho nên những cái gia đình, tôi nói ví dụ đi, mình đang sinh sống như vậy, vợ mình rồi bỏ mình lấy người khác, chồng mình có vợ bé vợ lớn, hoặc giả là con gái của mình khi mà tuổi 18, 19 nó quen bạn trai nhiều quá, thì những cái đó hệ quả do đâu? Hệ quả là do mình, đồng đạo à. Do tiền kiếp của mình phạm tà dâm, cho nên kiếp này, hầu kiếp trước mình đã cướp đoạt người ta tình cảm người ta, mình là kẻ thứ ba mình chen vào, đúng không? Thì kiếp này mình cũng y như vậy, người ta chen vào, người ta cướp của mình đau khổ. Cho nên khi mà mình đau khổ những vấn đề này thì đồng đạo cũng phải hiểu để chúng ta an tâm, đây là chúng ta trả nợ, đồng đạo. Cái gì cũng vậy, đồng đạo, hai cái này nó có một cái móc xích với nhau, thì đấy là chúng tôi nói ở hành động. Rồi cái thứ hai nữa, cái nhân tố thứ hai là cái miệng lưỡi chúng ta. Cho nên hôm nay người tu, cái người niệm Phật thì tuyệt đối miệng lưỡi chúng ta phải thơm tho, như lời Đức Thầy dạy là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đồng chánh hiện tời. Vậy thì đồng đạo hình dung đi, quý vị đang niệm Phật, miệng đồng đạo vừa niệm Phật mà miệng chúng ta vừa nói cái lời lưỡng thiệt, lợi đầu này nói vậy, lợi đầu kia nói khác, đồng đạo thấy mắc cỡ với ông Phật không? Tôi mắc cỡ lắm đồng đạo. Mình đang niệm Phật mà mình dùng cái lời ỷ ngôn, ỷ thị, nhục mạ kẻ dưới thì chúng ta mắc cỡ với ông Phật lắm. Mình đang niệm Phật mà chúng ta dùng cái lời ác đức để sai sể, để sỉ nhục người khác. Mình đang niệm Phật mà chuyện có nó không, chuyện không nó có, ông Phật nào chứng? Thì lúc bây giờ mình đâu có niệm Phật, mình đâu có niệm Phật đâu đó, phải không? Dầu rằng mình niệm Nam Mô với Đà Phật mà nếu cái khẩu đồng đạo còn bốn điều ác này là đồng đạo chưa có niệm của Phật nữa chứ. Đồng đạo chúng ta còn tệ hơn cái kẻ mà thầy dạy là niệm Phật được lúc đầu hôm mà đêm phê muốn giật nồi cơm của người. Tôi nói đồng đạo suy nghĩ đi, phải không? Khi mà chúng ta niệm Phật là lòng chúng ta có Phật, đúng không? Tâm chúng ta có Phật, khẩu chúng ta có Phật, thì cái người niệm Phật này, quý vị phải cẩn thận từ lời ăn tiếng nói. Những cái lời chúng ta nói ra phải là đoan chánh, phải là hiền từ, phải là thánh thiện, phải là chân thật, thì đó là miệng chúng ta đang niệm Phật. Kính thưa đồng đạo, mình phải nhận định điều này để chúng ta thực hiện. Rồi cái thứ ba nữa là trong ý chúng ta. Nếu mà giờ này trong tâm chúng ta mình ham muốn nhiều thứ quá, giờ này tánh sân đồng đạo còn nóng quá, giờ này mình còn dị đoan mê tín nhiều quá, thì đồng đạo hình dung đi, cái người bình thường, tôi nói nôm na bây giờ quý cô có ông chồng, ông chồng của quý cô là nửa đời nửa đạo, quý cô là người tu rất là nghiêm trang. Ông chồng mình nó còn ham cái này, còn ham cái kia, ông chồng mình còn nóng tánh quá, ông chồng mình còn ham linh ham nghiệm quá, quý cô có chịu không? Có không quý cô? Không. Quý cô mà còn không chịu ông Phật sao không chịu? Phải không? Thực tế mình làm một cái bè tét tại đây, mình còn không chịu thì làm sao mà Phật trời không chịu được? Cho nên vấn đề này từ đó mình mới suy gẫm ra. Về phương diện tâm lý thì tôi cho đồng đạo có làm từ thiện, có cúng lạy, có ăn chay, nhưng mà tâm ý chúng ta vẫn còn tam độc chướng tham sân si thì chúng ta đi không được đồng đạo. Mà chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ không nói làm chi, mà lúc bây giờ chúng ta đi theo ma, đi theo quỷ. Bởi vì trong lòng chúng ta còn tham sân si, đó là ma, đó là quỷ.
Đồng Đạo mới nhận định điều này, ma quỷ là ở nơi lòng của mình. Trong Pháp Bổ Đàn Kinh, Đức Lục Tổ dạy là tà kiến tam độc thật ma phương. Lúc tà mê ma tại thân đương, khi chánh kiến Phật thường tại thể. Như vậy thì khi mà trong tâm chúng ta là tam độc chướng tham sân si đang hoành hành, thì tâm chúng ta là ma phương đó. Ma phương tại tâm của mình. Thì điều này Đức Thầy dạy cũng không khác trong Sám Giảng Quyển Nhị. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chứ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ, kính thưa đồng đạo, mà Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ. Cảm ơn quý vị. Như vậy thì giờ này để được ngồi tòa sen, một mặt là chúng ta đền trả cái món nợ mình đã gây, mặt khác là đồng đạo hứa với nhau là tôi và quý vị tuyệt đối là chúng ta không gây nợ, chúng ta cắt đứt 10 điều ác để chúng ta đi theo một cái lộ trình. Cái lộ trình mà Thầy dạy là chúng ta hành thập thiện nghiệp, đúng cái câu ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn chó, trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất, kính thưa đồng đạo. Thì đó là chúng ta bàn ở cái chỗ đền nợ thế, về chúng ta bắt đền người ta đó. Và cái thứ hai nữa, đền nợ thế đây là ân nợ. Nãy giờ chúng ta bàn cái nghiệp nợ. Vậy thì giờ này theo cái tinh thần dân tộc Việt Nam, chúng ta uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Hôm nay người ta giúp mình, người ta cho mình cái gì đó, thì đây gọi là chúng ta không thể nào quên ơn người ta. Vì vậy cho nên giờ này cái phần ân nợ này thì chúng tôi nó gọn thôi, bởi thời gian đã hết rồi. Vì vậy cho nên về phần ân nợ này thì mỗi đồng đạo chúng ta khi mình sinh ra cái thân này là chúng ta nợ của ông bà, nợ của cha mẹ. Mà có cha mẹ là nợ của ông bà. Cho nên Thầy mới dạy rất rõ là ta sinh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động, từ thuở bé đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy cha mẹ ta đã chịu bao khổ nhọc. Cho nên hôm nay sinh cái thân này là chúng ta nợ cha mẹ đó. Mà nếu như hôm nay đồng đạo chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh mà không lo tròn chữ hiếu là chúng ta là kẻ giật nợ. Thế gian này ai chấp nhận người giật nợ, chỉ giùm tôi coi. Vậy là mình giật nợ không có đền nợ thế. Cho nên đền nợ thế về phương diện ân nợ này, chúng ta phải lo tròn cha mẹ như thế. Mình phải làm tròn chữ hiếu, rồi đồng thời sống trên mặt đất này, ăn những cái thực phẩm này. Tôi và vị chúng ta nhờ cái ơn ngọn rau tắc đất mà Đức Thầy dạy rất rõ, sinh ra ta nhận tổ tiên cha mẹ, sống ta cùng nhờ đất nước quê hương, hưởng những tắc đất, ăn những ngọn rau. Muốn cái sự sống được dễ dàng giống nồi truyền thủ, ta cảm thấy phải bổn phận bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dày đạp. Vậy thì giờ này không có ngọn rau, không có tắc đất thì chúng ta sống ở đâu, ăn ở đâu, ở đâu, chỉ giùm tôi coi. Cho nên mình đã thừa hưởng cái này. Vì vậy cho nên người tu muốn giải thoát, quý vị phải đền cho xong cái ơn đất nước. Như lời Đức Thầy dạy là bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Mà giờ này người tu mà không đền đất nước, mà chúng ta muốn về có Phật, là điều này có nước chúng ta rơi phẩm hạ, chúng ta khó ngồi phẩm trung đồng đồng. Rồi cái thứ ba nữa, giờ này mình đã sáng suốt, mình đã hiểu được đường đi nước bước, hiểu được Phật Pháp Tăng, là biết được luật nhân quả, biết được là cái tinh thần có luân hồi, có chuyển kiếp là nhờ ai. Thì đây là rõ ràng chúng ta nhờ Phật Pháp Tăng rồi, chính thưa đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ, con Đức Thầy rất rõ là về phương diện tinh thần cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng để khai mở dốc được sáng suốt. Vậy thì hôm nay chúng ta nhờ có Thầy, nhờ có giáo lý, mình nói gọn. Mà nếu không có Thầy, không có giáo lý thì làm sao chúng ta biết đường đi nước bước mà tu. Vậy thì đã nhờ rồi thì tôi và vị chúng ta phải trả. Mà muốn đền ơn Thầy, chúng ta phải học là Đức Thầy, chúng ta phải thuộc tôn chỉ, mình phải hành đạo và chúng ta phải truyền đạo. Đúng như lời Đức Thầy dạy là nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tên danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đó là chúng ta đền ơn Tam Bảo. Rồi cái ân nợ sau cùng là gì? Chúng ta phải nợ những người chung quanh trên thế giới này. Nếu như một mình tôi và bị sinh ra, không có ai cùng sinh sống với mình là chúng ta sẽ bị hủy diệt, không bao giờ chúng ta được tồn tại. Trong khi Đức Thầy dạy rất rõ, con người vừa mở mắt chào đời đã cảm thấy mình phải cần nhờ đến sự giúp đỡ những kẻ ở chung quanh. Và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu thì sự nhờ nhõi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy. Lời Đức Thầy dạy quá tuyệt vời, lời Đức Thầy dạy quá chân lý đồng đạo.
Khi mà mình vừa sinh ra là mình phải nhờ ơn cái bà đỡ đẻ, ngày xưa gọi là bà đỡ đẻ, còn ngày nay là chúng ta phải nhờ cô hộ sinh để sinh chúng ta ra, đỡ chúng ta từ trong bụng mẹ ra, đồng đạo. Rồi càng lớn khôn chúng ta nhờ biết bao nhiêu sự kiện. Cho nên hôm nay đã nhờ quá rồi, giờ phải làm sao đấy? Chúng ta cần phải làm từ thiện để giúp đời trong cái phương diện an sinh xã hội. Cái việc làm từ thiện của quý vị, ngoài cái việc chúng ta tạo phước, thì bên cạnh đó nhờ việc làm từ thiện này mà đồng đạo chúng ta cũng trả được cái ơn đồng bào nhân loại đó. Bởi vì làm từ thiện cốt lõi là chúng ta muốn cái đồng bào mình được có cơm ăn, được có áo mặc, tránh khỏi những cái hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Mình muốn cái nhân loại không còn cái cảnh khổ, muốn cái nhân loại ai cũng được hạnh phúc, ai cũng ấm no, như lời Đức Thầy chúng ta từng khao khát, ước mơ cho được đại đồng tràn trời khắp cả lạc hồng thảnh thơi như Thầy Đức dạy. Như vậy thì nội hàm quan trọng của hai câu giảng này mà giờ này tôi và vị chúng ta tìm hiểu là tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thì nội hàm quan trọng hai câu giảng này là tôi và vị chúng ta phải đặt một cái phong tiêu là chúng ta phải được về tòa sen, và về tòa sen phải đứng và ngồi. Chứ chúng ta không phải về tòa sen mà đới nghiệp vãng sanh, mà chúng ta gọi là nằm tòa sen. Muốn làm được điều kiện đó thì giờ này trong đời sống hành đạo thì đồng đạo chúng ta phải tu đền ở thế cho rồi. Khi tu đền ở thế cho rồi thì mọi thứ coi như đã xong. Vậy thì nợ thế, một là đền nợ, tức là chúng ta trả lại những cái nghiệp quả mình đã gây tạo ở nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta phải chấp nhận trả nghiệp. Rồi một mặt chấp nhận trả nghiệp, chúng ta không nên gây nghiệp mới, thì đó gọi là nghiệp nợ. Và cái thứ hai là ân nợ. Ngoài việc chấp nhận trả nợ không gây nghiệp mới thì chúng ta phải lo đền trả tứ đại trọng ân. Và đồng thời chúng ta cần phải niệm Phật, cần phải giữ giới, cần phải làm từ thiện, cần phải cúng lại, cần phải ăn chay. Thì đây là những yếu tố cấu thành cho chúng ta có được một cái công quả, một cái phước đức vô biên, vô lượng, để rồi tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được rời khỏi cõi đời thống khổ này, để tất cả đồng đạo chúng ta được tỏa liên đài, được ngồi tòa sen như lời Đức Thầy đã dạy. Dầu cho nay xa cách sở tời, sau Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàng. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì cũng trên dưới 1 tiếng 20 phút thì chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình trong cái lần phân công trở về đây. Trong cái quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định. Cũng ngưỡng mong quý đồng đạo chúng ta niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi rất là kính cảm ơn đồng đạo trưởng ban, đồng đạo Phan Văn Dũng, cũng như quý vị trong ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp ngày hôm nay đủ duyên chúng tôi về đây. Cảm ơn tất cả các ban trị sự đường xá xa xôi quan lâm về đây để hộ pháp. Cảm ơn các mạnh thường quân, các vị trong ban tiếp đãi đã tất bật từ sáng đến giờ trong cái công tác ẩm thực. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta có được một cái năm mới Giáp Thìn thì luôn luôn có được sức khỏe tốt để chúng ta làm công tác từ thiện cao hơn, và đặc biệt là chúng ta niệm Phật nhiều hơn năm cũ. Và cuối cùng tất cả đồng đạo chúng ta nên tâm đắc và đặt cho mình một cái định hướng như lời Đức Thầy đã dạy trong cái bài Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ, đó là phương nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tò đài cung, dành cho kẻ lòng trung tránh trực, quân cùng thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chơn tu. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi thay mặt ban tổ chức rất chân thành giáo lý viên Phan Chí Tâm đã nhân nhính thời gian sắp xếp công việc của mình và đến để hợp tác cùng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hành Bị Tây làm công việc phổ truyền giáo lý Đức Thầy trên dưới hơn 1 tiếng đồng hồ. Và một cái đề tài hết sức là gần gũi và quen thuộc với tất cả đồng đạo chúng ta,
mà ai ai trót sanh ra trong cõi đời này thì chúng ta cũng phải thọ nơi những cái ân nợ và cái nghiệp nợ, cũng như vừa qua giáo lý viên đã chia sẻ. Thì chúng tôi thiết nghĩ rằng tất cả quý cô bác và anh chị em chúng ta đã nhân nhín thời gian quý báu của mình và đến đây để làm tròn bổn phận ủng hộ chương trình phổ truyền giáo lý của Đức Thầy chúng ta. Thì chúng tôi thiết nghĩ rằng hết sức là một cái công việc hết sức là quý báu vô cùng, và cũng không uổng công trình mà quý vị đã lặn lội đường xa xôi đến đây để cùng chúng tôi để làm tròn trách nhiệm bổn phận một người tín đồ thực hành ngoan đạo Đức Tôn Sư, và đã lắng nghe hai vị giáo lý viên đã chia sẻ hai phần tiêu đề hết sức là thâm sâu và ý nghĩa vô cùng đối với đời tu của chúng ta. Thưa toàn thể quý vị, quý vị nhận thấy hai giáo lý viên chúng ta chia sẻ qua hai tiêu đề hay, quý vị ủng hộ cho giáo lý viên chúng ta một tràng pháo tay nhiệt liệt nữa quý vị. Và sau đây thì chúng tôi, ban tổ chức chúng tôi cũng có, khi kết thúc chương trình buổi thuyết giảng thì ban tổ chức chúng tôi có tặng hai lọn hoa lưu niệm khích lệ với hai giáo lý viên của chúng ta. Vậy chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai giáo lý viên Nguyễn Văn Tuấn cũng như giáo lý viên Phan Dĩ Tâm, mời hai vị trở lại lễ đài diễn đàn để ban tổ chức chúng tôi tặng hai cái lọn hoa để khích lệ cho hai giáo lý viên chúng ta. Về phần tặng hoa này, chúng tôi trân trọng kính mời ông Phan Văn Dũng là trưởng ban ban sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở xã Thành Mỹ Tây đến trao. Vậy chúng tôi trân trọng kính mời. Và bên cạnh đó thì có một đồng đạo Dương Thị Nhiệm ở ấp Ba Xưa cũng có đến trao hai giáo lý viên một cái phần quà nho nhỏ, coi đây là một phần quà khích lệ cho hai giáo lý viên trong cái quá trình đi làm phần sự của mình, và đề nghị chúng ta hoan nghênh. Thế quý vị thì coi như